À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở tập trước ấy thì mình cũng đã nói thế nào nhỉ, đánh chiếm cũng khá mạnh mạnh rồi đấy. Nói chung mình đã tạo được một cái vùng đệm khá an toàn với thằng Nga rồi. Bây giờ thì thằng đệ này của mình nó thậm chí nó chiếm hết được một cái tỉnh này của thằng Nga, rất tuyệt vời. Đồng thời mình cấp cho nó một cái tỉnh ở đây nữa. Nó có khá nhiều đất rồi đấy. Còn cái khu vực mà giáp biên giới với thằng Nga thì hiện tại mình giao cho cái thằng Crimea này thì nó bảo vệ rồi. Cái thằng này thì nó chỉ có hai chỗ này. Thằng Nga có muốn đánh nó thì cũng chỉ có thể tiến vào hướng này. Nhưng mà chắc là thằng Nga hơi khó ăn được nó, bởi vì đây là hai đơn vị chủ lực của nó ở đây. Nói chung là ổn. Còn tình hình thì thế giới bây giờ mình thấy có vấn đề là gần như các nước nó đẩy đồng minh và chư hầu của mình hết rồi. Nên là mình không sợ lắm. Mấy thằng này thì chiến tranh không chiến tranh. Có một cái vấn đề là không lẽ mình đi kiểm soát nốt bán đảo Ý nhỉ? Bởi vì bây giờ thì thằng Nga nó lại đang chiến tranh với thằng nào? Thằng này nữa thì phải. Đúng rồi, thằng Nga chiến tranh với thằng Thụy Điển. Mình bây giờ mình muốn phát triển quân lên phía Bắc nhưng mà chưa có đường đi. Tạm thời mình sẽ ổn định cái vùng này rồi sau đó giao lại cho thằng Hungary. Có lẽ mình sẽ không biết có lên tấn công thằng Áo không hay là chỉ mượn đường đi qua đất nó đánh lướt tỉnh này của thằng Ottoman. Có lẽ mình chỉ mượn đường thôi chứ đánh thì cũng không muốn đánh lắm. Hình như cái lượt này mình có việc gì để làm nữa đâu nhỉ? Hết rồi. Luyện quân nhờ. À, rất nhiều anh em muốn xem Gerard von Butcher xuất trận đúng không? Toàn tướng 9 sao như này. Mà mình muốn đánh sang khu vực này lắm nhưng mà thằng Pháp nó đứng ở đây đông quá. Có lẽ mình phải khử bớt một số đơn vị quân của nó đã. Ăn được thì ăn đi. Nó có đội pháo tầm xa rồi, chết nhờ. Ôi, pháo xịn này. Vãi trưởng cái đơn vị quân này chỉ được phép tuyển một đơn vị thôi mà, tại sao đây nó chuyển có đến hai đơn vị nhỉ? Đây là lính hero mà. Thằng này chơi bẩn. Đây là lính xịn mà chỉ được một đơn vị, sao nó có đến hai nhỉ? Nhiều khi bọn này nó cũng ảo ảo lắm. Chưa rồi, nó có pháo tầm xa mình không có. Pháp cũng phát triển mạnh phết rồi. Nó có các đơn vị lính đời cuối rồi. Mình đánh nhau với nó bây giờ cũng mạnh mệt. Quân đội của mình, ai ô. Cái pháo của nó nè, pháo của nó đặt ở đây. Trận này không được rồi, mình phải lùi xa xa một tí rồi. Mà không lùi được chứ. Tối đa mình chỉ đứng ở đây thôi. Vấn đề là pháo của mình có lã được chúng nó hay không. Chắc chắn là pháo nhiều. Muốn ăn được nó chắc phải chạy lùi ra sau một xíu. Chỗ này có cái gò đồi. Đường cây thì đúng hơn. Hoặc là mình sẽ phải tấn công thật nhanh. Trận này nếu mà tấn công thật nhanh thì sẽ lại thương vong lớn rồi. Light infantry, low infantry. À, đây là sát mép rồi. Không được, đánh nhanh một trận xem nào. Bởi vì mình toàn là đánh chậm nhá. Ít khi mình tấn công nhanh lắm. Rồi là mình sẽ dàn quân tương đối một chút rồi bắt đầu mình tấn công. Còn cái này nữa. Đây. Tấn công thật nhanh xem nào. Yes, sir.
có điều chỉ có mỗi tướng là đứng xa một tí, không là vỡ mồm. Tướng Pepen mà chết thì hỏng ăn đấy. Pháo của mình thì quá tồi luôn, không so với chúng nó được. Được, lã thẳng tướng nó luôn xem nào. Kỵ binh của mình chọn một hướng mà tấn công thôi. Hướng bên này tấn công đi. Đây có rừng cây. Pháo nó xa như vậy thì mình trận này mà mình cứ đường ngồi đấu pháo cho nó là mình vỡ mồm luôn. Rồi. Đây à? Sang sông luôn để xem nó như nào. When attacking across a river, try to soften up the enemy on the far bank by bombarding them with artillery. Sang pháo của nó kiểu gì? Đấy, nó sợ rồi. Nó thấy mình tấn công luôn nó sợ. Đúng rồi. Nó thấy mình tấn công luôn nó lại sợ rồi đấy. Pháo của mình đâu rồi? Mình tính đúng trận này mình không nên rút lui, phải đánh ngay từ đầu. Úi, sủi ui, quá tuyệt vời. Bộ binh của mình đang chạy, binh đâu rồi? Này đây, what? Chết. Nó bắn chỗ này, cái này chết đông lắm này, chết chùm. Không có cách nào khác cả. Chạy nhanh lên đây cho anh. Chạy nhanh vào cánh rừng đấy để chấp nhận thương vong để tấn công mà. Wow, ơi. Chết cơ số luôn. Ôi, pháo đời cuối của nó có khác. Cánh bên này cũng vậy, tiến nhanh. Cánh này nữa, tiến vào đây. Nó đang bị rối loạn đội hình rồi. Tốt. Ăn được, trận này ăn được. Trận này. Ôi, pháo rồi. Sợ. Pháo của Pháp lại còn là pháo đời cuối thì hơi khó ăn thật. Hay rồi. Ok kìa, kỵ binh của nó xông ra kìa. Ốp vào luôn. Sợ gì. Chúng ta được tướng đời cuối chỉ huy thì sợ mẹ. Hai con súng trường bắn tỉa này thì không cần xông ra. Kỵ binh Pháp bị đây. Nhanh. Kỵ binh Pháp thì cũng ăn đòn. Xong. Tấn công luôn khẩu pháo nó cho anh. Giết khẩu pháo trước đã. Nhanh. Ui. Quả chết chùm đấy. Hơi nhiều. Phá quân vác lại lên sông thẳng của nó đi. Rồi chết nhiều ngựa quá. Cánh bên này thì có vẻ ổn rồi. Mày chết. Quân của mình được tướng cấp cao chỉ huy nên tinh thần chiến đấu cao lắm. Không sợ đâu. Ôi, sông thẳng à. Ôi, chết không được rồi. Dàn quân ra đi em ơi. Nó bắt đầu kéo quân ra đây rồi. Kỵ binh đâu rồi? Mình chạy ra đây đã. Xong rồi, khử được khẩu pháo của nó rồi. Cánh bên này tiến lên. Đội hình hộp rỗng thiết lập. Tiến lên.
Nó định móc lốp rồi. Rồi tiến lên đi. Lính của mình khi được tướng cấp cao chỉ huy bắn mạnh thật đấy. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Pháo của chúng ta đâu rồi? Lã vào lại cho anh. Lã thẳng vào đây này. Ok. Ăn nó đi. Để nó bắn tạo đao này. Vào đây bắn tạt sườn nó. Úi xùi, rộng như sông, úi xùi ôi. Đấu súng quân Đức rồi. Chạy, úi dù, ui. Một loạt đạn chết cơ số quân luôn à. Được đấy, đấy các bạn biết tại sao mà tướng đời cao nó khác với tướng đời thấp là như nào ấy. À đúng rồi, mà tướng này là tướng chỉ huy bộ binh ấy mà. Nó có skill tướng chỉ huy bộ binh đấy, nó bắn rất tởm đấy. Chỉ huy bộ binh thôi, không phải bắn tâm thẳng vào luôn. Lên đội kỵ binh kia của nó không thích chết à. Bọn này tuổi gì đấu. Tiến lên anh em ơi, chỗ kia có một cái bẫy mìn, cẩn thận tiến vào. Pháp vậy à? Ôi Pháp nó cũng rank cao đấy chứ, tướng của nó mạnh mà. Nhưng mà đừng có đùa với quân khổ. Quân khổ khi được tướng được cấp cao chỉ huy thì nó qua được đâu. Đây rồi, bắn vào đây. Bắn vào đây cho anh. Sổ. Rồi, cho đứng lên sơn đồi bắn xuống này. Bao sướng rồi. Thế anh pháo của mình bắn tầm gần thôi, bắn tầm xa sợ chết của mình. Lên đây đi, lên đồi. Được rồi, bình tĩnh. Con này chết, con này chết. We have killed their general, sir. Tướng nó dẹo rồi. Úi xù. Úi xù. Đang đấu với súng trường bắn tỉa của phổ á. Mày liều thuốc quá. Đây, ra đây. Chỗ này nó có khẩu pháo xịn quá. Bắn pháo xịn. May mình tránh được khẩu pháo đấy, không thì vỡ mồm. Thôi, kỵ binh không cần nữa rồi. Con này cho con chạy đi đâu đấy. Úi xồi, con này. Khổ là bắn cho mình chết. À, bát dai à? Con này bị bát dai à? Ôi, chạy tàn ta hết rồi. À, chúng ta xung phong. Xung phong luôn. Xung phong luôn. Cánh bên đấy xung phong rồi, xung phong luôn. Cánh bên này tiến lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, bắn chết cho nó luôn cho. Mày chọn nhầm chỗ để bắn ra rồi. Quân này không phải là mấy cái thằng cùi cuối cùi chỉ đi đâu. Thôi, pháo binh không cần bắn nữa. Úi dồi ôi, con lã bọn này chết rồi. Bộ binh phổ vẫn đang tiến lên. Úi dồi. Đánh cửa này đánh nhanh nó cũng hay có cửa nó. Sao nó ơ xiên. Người Pháp chạy rồi, người Pháp đang chạy. Người Pháp đang tháo chạy. Oh. À. Mày, mày dám không sao à? Cái khẩu pháo này của nó gớm. Tiến lên. Đội hình hợp đó.
cả anh em xong à? Giờ này là mấy giờ rồi? Trận chiến luôn. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Rồi, chỉ cái đường này. Tốt lên. Đó, cái binh của mình rồi. Chạy đây. Rồi, không cần hình thẳng rộng nữa. Tiến lên. Cái gì là gì à? Sao thế? Sợ à? Đó, tràn lên. Tràn lên, đánh nhau lên lên đi. Đúng rồi, tràn lên, đánh nhau lên lên. Mất tinh thần rồi, đây rồi. Vũ binh à, trời. Đứng vào cổ, úi xưa. Tốt rồi. Diệt gọn quân đoàn của Pháp. Heroic victory. Tướng Pepin chỉ huy đấy. Pepin. Cái lính của quân đoàn của tướng này, thậm chí mình nhớ không nhầm, có một trận trước mình cho lao thẳng vào pháo của nó, là họng pháo của đối phương mà nó vẫn không hề bỏ chạy nữa. Nó mạnh đến mức độ đấy cơ mà. Chỗ này mặc dù sao vẫn còn ít nhưng mà hòa bình với thằng Pháp phát nhỉ. Nó kéo cả đống quân ra đây nó đánh mình dở hơi. Hòa bình. Tướng Pepin được rút về đâu ấy? Từ đây cả. Ồ, di chuyển nhanh thế. Hoa thằng Pháp nó hòa bình mình rồi, nó cũng sợ mà nó đề nghị hòa bình mấy lần này. Phía bên này thì mình đang cần chỗ này đã. Đấy, tình hình là bây giờ chỗ này hết lượt đi rồi, hết lượt đi rồi, chắc qua lượt vậy. Cái công nghệ thì hai cái này, ok, qua lượt đã. Mình còn mấy công nghệ nữa đâu, còn ít công nghệ nữa thôi mà. Cần phải chiếm được cái cảng phía nam của thằng Ottoman này để mình phát triển hải quân. Rồi. Thằng này đánh bom tự sát này. Rebellions grow in strength over time. The more they're left unchecked. Đánh bom liều chết tự sát này. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Nó thích đánh bom tự sát này. Rồi. Nó không nhìn thấy tướng chín sao hay sao mà nó dám đánh bom tự sát nhỉ? Cái vùng này nó vẫn còn một lượt nữa mới chuyển được thành pháo mà mình đang cần đó. Bây giờ thì quân đoàn này ở ok rồi, đề nghị thằng Áo cho phép đi chiến để khai quân cho lãnh thổ nó phát đã. 5 lượt chắc là phải chi cho nó ít tiền rồi. Hai ngàn. Mình chỉ cần đi 5 lượt thôi. À, nó cho mình đi rồi. Tốt rồi. Rồi, nó cho mình đi. Được rồi, thế để tấn công thằng Ottoman rồi đã. Nhưng mà bây giờ chỗ này mình còn có mua 2 tướng thôi à? 2 tướng thì hơi khó ăn nhỉ. Trên này thì có một tướng đây để bảo vệ. Được, tướng này nhất định phải ở đây để bảo vệ thằng đồng minh này, thằng đệ này của mình. Tướng này là tướng gì đấy? À, tướng này chuẩn bị ra đây để luyện cấp. Mình đã có 3 tướng 9 sao. Vãi cả trưởng. Tướng 9 sao cơ mà. Không phải dạng vừa đâu. Anh em cứ bảo là làm sao để lên được lên 9 sao. Đây, đây là cách để chúng ta lên 9 sao. Đây quân đoàn này coi như là hoàn chỉnh như này.
À, quân đoàn này thiếu mất một một thằng đi bắn tỉa. Thừa một thằng lính thường, thiếu một lính bắn tỉa. Phổ ngoài ra nó có một cái đơn vị lính bắn tỉa rất mạnh, đúng nhỉ? Đâu nhỉ? Nếu nó có một cái đơn vị lính bắn tỉa mạnh lắm mà. Rồi, luyện quân này. Mình có 3 tướng 9 sao đúng không? Cả tướng này nữa. Tướng này 9 sao, vãi trưởng thật. Nhìn thấy sao trên đầu của các anh ấy đã đủ sợ rồi. Tướng này thì 8 sao. Tướng này là chỉ huy quân nổi dậy đúng không? Đúng rồi, đây là tướng chỉ huy quân nổi dậy. Đã lên từ 3 sao lên 9 sao. Luyện ác thật. Rồi, qua lượt đi. Không còn việc gì đâu. Thằng Nga thì nói chung bây giờ cũng chẳng có cửa gì để mà đánh nhau được với mình. Bởi vì cái lãnh thổ bên trên kia của nó còn phải đang đánh nhau với cả thằng... There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Nó lại rút bỏ, nó không cho mình đi qua đất của nó nữa. Thằng áo nó bỏ đồng minh với mình, chiến tranh với Tây Ban Nha. Có lẽ mình nên giải quyết nó luôn. Toàn này nó láo quá mức. Có thể là mình sẽ phải giải quyết luôn thằng áo cho nó lành. Ừ đúng rồi, mình hứa với nghe là mình sẽ đánh nhau với tất cả các cái phe mạnh nhất mà, các cái phe lớn mà. Đó là trong mồm áo, Nga, Pháp và thằng Anh nữa. Để cho mọi người thấy rằng là quân phổ mạnh như thế nào. Có thể mình sẽ bán đánh cái vùng này đã, đánh chiếm cái tỉnh này. Giao lại cho thằng một thằng đệ của mình. Coi như xóa sổ thằng áo luôn đi. Đỡ bị một cái vùng không mình bị ngăn cách quân này, khó chơi. Tiếp xem nào. Ông đệ của mình ông cũng mua được cả thuyền chiến cơ. Vấn đề là bây giờ mình phải phát triển cả là lên cấp 3. Chúng ta không có cái gì khác. 14 lượt nữa thì mới phát triển được cái thuyền chiến đời cuối. Tướng này sang đây nhập bọn. Mua mấy thằng súng trường bắn tỉa này. Đây có cái đơn vị này gọi là đơn vị bắn tỉa này. Có đơn vị này chỉ là súng trường thôi. Nhưng các bạn nhìn này nó cũng chẳng hơn nhau là mấy đâu. 69%, cái này nó 59% độ chính xác. Nhưng mà quân số thì nó khác hẳn nhau đấy. Thằng này thì nó có 80, thằng này thì 120. Mình vẫn thích dùng quân này hơn. Bởi vì quân này là đặc điểm mạnh nhất của quân phổ. Đó là lính súng trường này. Tất nhiên là phải có mấy thằng lém lựu đạn rồi. Rồi. Bộ binh đã. Rất nhiều các cái vùng có thể tuyển quân mà, cả vùng này cũng được. Kinh tế của mình cũng không đến nỗi tệ lắm, 3.600. Vùng này thì sau này mình sẽ giao lại cho mấy thằng đệ thôi, nhưng mà trước mắt thế để cho quân đoàn này nó ra đấy. Đây đấy, hợp kết hai quân đoàn vào đã. Tướng 9 sao, tướng này 8 sao. Kỵ binh của mình lúc nãy đánh trận chưa phải là kỵ binh mạnh nhất của phổ. Kỵ binh mạnh nhất của phổ đây này, Horse War, đội cận vệ này, kỵ binh này. Còn đây là đội, đây là đội vệ binh, kỵ binh. Còn đây là đội vệ binh Cộng Hòa. Đây mới là đơn vị ưu tú nhất của quân phổ.
Hình cái bên dưới này thì êm không quá gì. Thằng Pháp bị mình diệt thêm một tướng nữa. Nhưng mà cái chỗ dưới này nó đứng đóng lắm quân thế, sao mình tiến được nó bây giờ nhỉ? Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops. Vâng, tôi biết rồi thưa bà. Chúng ta có thêm được một spy. Có lẽ mình sẽ cho nó vào thủ đô Paris để do thám. Tướng gì đây? Tướng Mahmoud. Auguste Mahmoud. Ôi, bọn Pháp nó cũng có nhiều lính đời cuối phết rồi đấy. Lính đời cao rồi đấy. Nó có pháo đời 4 rồi mà, pháo xịn rồi mà. Lúc nãy mình đánh là khổ pháo xịn rồi đó mà. Thằng Nga thì làm được cái trò gì đâu, Nga bây giờ chả đánh được ai. Rồi. Thằng này coi như làm lá chắn toàn bộ rồi. Thằng này có chiến tranh nhưng mà thằng Nga cũng không đánh được. Thằng Nga ăn làm sao được. Bởi vì thành chủ lực của nó đóng ở đây. Lại có quân đoàn này của mình đứng đây để có thể khi cần yểm trợ. Và bây giờ thì đang là mùa hè. Người Nga mà tấn công vào lúc này là người Nga chết luôn. Nói chung thằng Nga thì coi như xong rồi. Không cần phải quan tâm lắm đến cái thằng Nga. Tướng Pepin lại di chuyển ra đến đây rồi. Thêm một tướng khá mạnh nữa này. Có thể là mình sẽ tuyển luyện thêm xem nào. Mình có thể tăng thêm hai tướng nữa. Ôi, nhưng mà làm gì đâu. Gần này tướng còn chả biết dùng vào việc gì cho hết. Làm sao luyện lắm tướng làm gì. Thằng Egan này do thám đất của thằng Thổ Nhĩ Kỳ cho anh. Quân đoàn này, cái tỉnh này đây rồi, giao lại cho thằng Hungary. Cái tỉnh này nó tên là gì nhỉ? Không phải Transylvania. Nếu mình không nhầm thì cái vùng này hiện tại bây giờ là cái vùng lãnh thổ tự trị thân Nga của nước Rumani thì phải. Đúng rồi. Lãnh thổ tự trị thân Nga của nước Rumani được tách ra từ sau sự sụp đổ Liên bang Xô Viết. Này có được công nghệ gì? Dạy công nghệ cho nó phát. Westania. Ủa, con này học công nghệ mắc. Bavaria. Bỉ. Kulen. Hanover này mới có một thành nhưng nó không phát triển được. Nó phải có công trình bên dân sự, toàn nhà chính phủ thì nó mới phát triển lên được. Thế nên là đối với những cái thành mà nó chỉ có một công trình thì là rất khó để cho các cái nước chư hầu nó phát triển lên. Đấy. Rồi, chiến tranh với thằng Áo. Hai đơn vị quân là đóng ở đây đã. Mình và các đơn vị quân mạnh lắm. Quân của dưới sự chỉ huy của Pepin này đánh đỉnh luôn. Xem nào. Tinh thần chiến đấu 17 cơ mà. 17, 18 cơ mà. Trong khi
Bọn này là mười mấy, 16 à. Trong khi tinh thần chiến đấu cơ bản của bọn này nó chỉ có 6. Đây, nếu mình không đây cho các bạn xem này. Tinh thần chiến đấu cơ bản của lính đây. Có 6 điểm tinh thần chiến đấu. Nguyên đứng vào trong quân đoàn do tướng chỉ huy đây. Nó đã tăng lên tận 16, có nghĩa là cộng được 10 điểm vào tinh thần chiến đấu. Quá là cao luôn đấy. Chắc lần sau lại có nổi loạn. Ai da. Chiếm được khu phía nam này, có được cái cảng biển đấy thì bắt đầu phát triển hải quân dưới này được ấy. Thằng áo này nhiễu. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Có một thằng gián điệp nó ra, nó định ám sát tướng của mình. Nhưng mà u đòn bị tướng của mình phát hiện ra và nó bị ăn đòn luôn. Một thằng gián điệp của nó. Rồi còn công trình này chưa nâng cấp được. Lên cái này này. Đúng rồi. Cái này 11. Lâu lắm nhỉ. Xong thì nó sẽ nghiên cứu tiếp đây. Cái này xong nó sẽ nghiên cứu tiếp vào cái này để tăng thêm một tinh thần chiến đấu nữa thì phải. Đúng rồi, công tăng một morale nữa. Cộng happiness cho tất cả các cái vùng lãnh thổ như trừ 15 điểm ngoại giao. À, thì lúc đấy thì nguy hiểm đấy. Có nghĩa là chúng ta chỉ ở trên lên bá quyền mà. Chủ nghĩa bá quyền. Có lẽ là bắt đầu phải đánh nhau với thằng áo rồi. Không có nhiều sự lựa chọn. Nó không chiến tranh với ai. Nếu như vậy mình sẽ chiến tranh với thằng anh à? Còn liệu có lên đánh nhau với thằng anh luôn bây giờ không nhỉ? Siegreich und stolz. Sir, eure Befehle? Ah, leichte Beute. Sir, linke Seite, Marsch. Vernichtet sie alle. Der Sieg Na, ist unser. Nữa. Truppen, Populin, Hero. Cộng 4, Populin. Bereit machen. Người hùng của, cái gì? Người hùng của nhân dân à? Rồi, cho hai thằng này luyện skill luôn nữa này. Hai thằng này luyện skill là bán đất cho cái thằng nào đây? Tây Ban Nha. Christian. À, thằng Tây Ban Nha nó chiếm lại được toàn bộ cái vùng đất của thằng Anh ở trên lãnh thổ cái bán đảo Iberia rồi. Vừa cướp để kiếm tí tiền á, cộng 2 Seagate rồi. Hai tướng này max skill rồi, mình cũng học cho này max luôn. Để cho các tướng khác bắt đầu phát triển. Ôi trời ơi. Heroic Attacker. À, tướng chỉ huy bộ binh này, max rồi này, skill này max rồi này. Skill này mắc rồi, skill này mắc này. Skill này thì 1 điểm nữa lên mắc. Cái này thì 2 điểm, 1 điểm nữa cũng mắc. Tóm lại là tướng này gần mắc skill rồi. Nhưng mà nó chưa có danh dự. Danh dự là cái cột ở phía bên cạnh các bạn. Là cái cột đây rồi, tuyển. Đây, cột danh dự là cái này. Cái này phải chiến đấu bên này mới có này. Có 3 cái. Tướng này thì Heroic Attacker là mắc rồi này. Racing thì chưa mắc.
Cái này lên một cấp nữa, cái này lên một cấp nữa, cái này lên một cấp nữa, cái này lên hai cấp nữa. Cái này thì mắc rồi. Thằng này cũng gần mắc rồi. Thứ này cũng gần mắc rồi. Mình sẽ luyện cho thằng này lên chút xíu nữa xong rồi mình cho nó đi cặp quân thôi. Để nhà hơi phí. Hai tướng này quá mạnh. Chưa được phải lửa thì nó mới chịu nổi loạn. Rồi, thế thôi. Gần max skill rồi. Chả cần phải max skill đâu, max thì lại hổ báo quá. Và chúng ta tiếp tục tuyển quân đã. Hết tiền rồi. Kinh tế của mình cũng tạm tạm nhưng mà nói chung kinh tế mình trông mong vào cái lực lượng thì khó lắm. Từ thu nhập từ các công trình yếu lắm. Tuyên chiến với thằng này luôn. Không lôi đồng minh vào cuộc. Để xem chúng ta sẽ chiến tranh với những ai nào. Chiến tranh với Russia và Lapin. Thằng Anh không dám chiến tranh với mình à? Thằng Anh Quốc này đồng minh với mình. Không dám chiến tranh với mình. Thế là trong phe này bây giờ chỉ còn thằng Anh và thằng Pháp đã chưa chiến tranh với mình à? Đó, thanh niên này đâu ạ? Khử nó cho. Nó chỉ có đám thằng quân mình giữ. Chiến thành này. Ai à? Trận này căng rồi, quân của mình đang bị thương vong. Pháo tầm ngắn à? Trận chiến đầu tiên với quân áo nào. Hãy thống nhất những người nói tiếng Đức. Tư lệnh của quân nổi dậy. Đây là tư lệnh quân nổi dậy. Người cái gì tư lệnh lực lượng cách mạng. Người đã lật đổ chế độ phong kiến và thay vào một nền cộng hòa của nước Đức. Thế này chính là anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến quân theo hai hướng để cho quân này. Nó sợ mình hơn mà. Chỗ này có gò đất hay quá. Chuyển cái quân này đã. Bây giờ mình khá mạnh rồi, quân của mình khá mạnh rồi, mình có thể tấn công nhanh được, không cần cứ phải từ từ nữa. Bởi vì là tinh thần chiến đấu của nó rất cao. Nên là quân đối phương không dám tấn công mình ngay lập tức rồi. Pháo của mình. Tướng ở chỗ này nguy hiểm, chết bỏ mạnh. Tiến thật nhanh, cho các quân đoàn mình tiến thật nhanh. Quá nhanh, sẽ không còn phải những trận đánh theo kiểu thăm dò đối phương như là giai đoạn đầu chiến dịch ấy. Tiến luôn. Chạy ra đây cho anh.
pháo binh chúng ta bắn luôn. Ok, thanh niên này làm gì chạy lên trên đấy nhỉ? Sủi ôm mày là bưởi. Chết nhanh như ngả dạng. Úi sủi ôm. Bắn vào đây. Bắn vào đây, bắn vào đây. Thôi đánh thật nhanh cho anh. Nó đang hoảng loạn tinh thần thì phải đánh thật nhanh. Bọn này nó không lì được như con Pháp đâu mà. Chạy ra đây cho anh. Tiến thật nhanh lên xem nào. Vinh nó lại đang vòng đến theo cách cũ kìa. Sâu một tí, đừng để nó. Úi sổ ôm. Pháo nó bắn ra, vỡ đầu. Bắn vào đây đâu. Đạn chùm luôn, đạn chùm, đạn chùm. Pháo. Ngon lắm đi. À, Hungary này, ở lính Hungary là mạnh phết đấy. Chạy rồi. Rồi. Bọn này dã đám nhanh. Đấu quân Đức chính quy à? Hả? Đánh nhau quân Đức chính quy à? Quá sật bọn này. Cái này bây giờ còn chưa đến đây. Kiến đến đây anh ơi. Nó thì đang hoảng loạn tinh thần rồi. Sủa. Tưởng mấy thằng áo thế nào. Sủa. Bắn thì chạy té khói luôn rồi. Anh em là rất thích đánh nhau tấn công nhanh như này, không thích ngâm đúng không? Mỗi cái nó có một cái riêng chứ làm sao cứ đánh theo kiểu được. Đầu mình yếu mình không thể đánh kiểu ẩu đấu. Chúng nó đang giúp chạy ở mấy trong thời gian. Úi dồi. Xong vào đây thì đỡ gần với thằng áo này. Chán sống à. Chạy bây giờ. Úi dồi. Chưa chạy. Úi dồi. Ai chả, mấy anh kính áo bắn. Mình đang bị vướng quả đồi rồi. Từ từ nhá. Từ từ. Ra lại quân đi anh ơi. Ra lại quân đi. Bọn này có vẻ dã đám nhanh hơn quân Pháp. Vào
glorious victory, sir, is soon to be yours. Ah, I think the kid left me. Tình hoa nhập tràn lên như đúng rồi. Pháo về nhau rồi. Đi bên nhau rồi, rút ra đây. Pháo. Bắn thẳng vào đây cho anh. Rồi láo quá. Ra đây. Kiếm sát quá. Xong. Nào, còn nào nữa, xông vào đây. Nào nữa, xông vào đây. Cái kìa. Bọn này nó cứ lao vào chứ đúng rồi nhỉ. Bắn vào đây. Cái bọn áo này nó không sợ chết à? Áo này nó là bọn không biết sợ chết à? Mà nó lao thẳng vào này, sợ chiến với mình á? Nó kìa, nó định cận chiến à? Đi bên nhau à? Này, nó định cận chiến này. Nó chu bắn luôn. Thôi, pháo binh không bắn nữa. Tụi bây giờ xông vào. Nó chết chùi. Chết chết chùi mà. Khỉ thật bọn này. Không biết sợ chết là gì ạ? Ô, đánh nhau với mấy thằng nhiều chết thì sướng thật đấy. Ok, kìa, cái này đang bị bắn này. Bắn tạt sườn này. Chết hết lần đó. Chạy hết rồi. Của mình áp sát rồi. Úi xưa. Xong. Tàn nhanh lắm, bọn này tàn rất nhanh. Pháo đây. Úi ôi, pháo của nó bắn. General is under attack. Rồi. Báo tướng mình bị tấn công. Tấn làm sao được mà công. Cướp được hơn 10.000 nhưng mà tội gì không cướp. Barak. Từ nhà. Wamalachia. Vorwärts für Krone und Vaterland! Hier ergeht der Diener. Hurra! Hurra! Cướp phát hiện đó. Population Hero. Cướp phát nữa. Người hùng của nhân dân. Kinh. Nghe cái skill đã thấy chất. Vorwärts! Tuy nhiên là cái skill đấy, ôi rồi. May quá, thằng này chạy tới. Oh, hay quá. General Infantry. Tướng Starport. Interpret Starport. Ôi, Starport học được max skill 2 skill rồi.
Tướng chỉ huy pháo binh thì mới có học được một điểm. Cái này còn một phát nữa. À, mắc rồi. Tướng vây thành mắc rồi. Tướng tấn công mắc luôn. Tướng bộ binh mắc. Cái này mắc rồi. Còn hai cái này chưa mắc. Cái này 2 điểm nữa. Cái này 2 điểm nữa thì mắc. Ôi trời, mà mắc ít thôi. Mắc cũng nhiều quá. Chúng nó đánh nhau. Chúng nó nhìn thấy nó sợ. Nó có dám đánh nhau đâu. Cái gì cũng mắc thì chúng nó sợ. Nó làm sao đánh nhau được. Khoan, hòa bình chiếm đóng đó. Hồi quân đó. Mấy lượt sau tính. Có 14.000 rồi. Tiếp theo mình sẽ tấn công xuống đất của thằng Thổ Nhĩ Kỳ ở đây nữa. Để chiếm được cái tỉnh đấy. Tỉnh này rất quan trọng. Tỉnh này nó có hai nhà nghiên cứu khoa học. Nhưng bây giờ thì mình cũng không cần lắm đâu. Nhưng mà vẫn phải chiếm để còn phát triển hải quân ở khu vực phía Nam. Phía Bắc thì phải đánh ở các cái vùng phương Bắc. Phía Nam này đánh nhau với quân Pháp và quân Tây Ban Nha. Phía Bắc thì đánh quân nhau quân Anh. Anh và Pháp đều ở phía Bắc. Bereit machen und Befehl erwarten. Bereit. Quân đoàn của mình là tuyệt vời. Anh thủ phủ này còn cái gì? Cho cái này mắc luôn này. Hết rồi. Hết tiền rồi. À đây. Áo rồi. Belagert sie. Bọn áo này tinh thần chiến đấu có vẻ hơi cùi nhỉ. Đánh nhau mình thấy chúng nó bỏ chạy quá. Đánh nhau gặp phải Pepin. Trận đầu đánh nhau với quân Pháp, hai trận này đánh nhau với quân Áo. Tinh thần chiến đấu của bọn này, à chỉ bây giờ thì chắc có lẽ chỉ có quân Anh. Quân Anh là khi mà lính bắn súng của nó mạnh hơn quân Phổ của mình, thì lúc đấy khả năng mình bắt đầu mới gặp phải thử thách lớn đấy. Sương mù. Lại một trận tác chiến đô thị à? Hay rồi. Còn mà đô rời thì mình cũng phải tấn công nhanh, mình không phòng thủ nữa. Tấn công nhanh hay phòng thủ thì đều là quyết định mà mình tùy mình nghĩ thôi. Còn lại các bạn chơi nhanh hay phòng thủ thì tùy các bạn, quan điểm của các bạn đánh trong mỗi trận đánh. Nhưng mà cái chính là các bạn phải biết tương quan lực lượng và điểm mạnh điểm yếu của mình thì hãy đánh kiểu đấy, xem là đánh như thế nào, đánh nhanh hay đánh chậm. Chứ mà lực thì đã yếu rồi, cứ thích đú thì chết đấy. Hải quân của chúng ta yếu hơn đối phương mà chúng ta cũng thích hổ lao thì chỉ chết thôi. À, cái từ hổ lao là nó bắt nguồn từ chọi trâu, có nghĩa là những con trâu mà nó khi vào trận nó lao thẳng vào con trâu khác và có thể là chết luôn thì người ta gọi là hổ lao. Ừ, nếu các bạn xem chọi trâu rồi thì các bạn sẽ biết những thanh niên nào ở Đồ Sơn hay là một số tỉnh mà nó có Hải Phòng á, một số tỉnh mà nó có chọi trâu chắc là cái từ này biết rồi đúng không? Mình thì chắc không phải nói thêm nữa, các bạn biết không? Dàn quân tiến lên. Tóm lại là như vậy. Rồi. Tiến lên. Quân bên này cũng vậy, tiến lên. Tiến vào thành phố đó. Pháo của mình bắn vào đâu ấy? Tưởng thế nào? Toàn bộ binh. Ok. Mình bắn chéo à? Một trận chiến thú vị. Từ. Đứng đây.
Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Xem chúng nó nào đã. Pháo binh của chúng nó ở đằng sau hết rồi. Ừ, đứng đây, anh em ơi, đứng đây, từ từ. Rồi nhá, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Chui vào nhà. We have taken a building, sir. Leichte Infanterie zu Befehl, Sir. Oder? Lui lại. Nó khiến rất sát rồi. Grenadiere! Ja, Sir! Ừ, đây. Lại. Đừng tiến nhanh quá. Tiến thôi, đừng nhanh quá. Grenadiere! từ hai phía rồi. Đơn vị này rồi, tiến ra đây. Bắn từ đằng sau lưng nữa, ra chỗ này. Súng trường bắn tỉa mà không tấn công thì không cứu được. Bắn hay tạc sửa chạy ngay. Đi bắn tạc sửa chạy ngay. Sao trong này có 88 thằng này, chết nhiều thế. Đứng trong nhà bắn ra. Gọi là tác chiến đô thị. Rồi tiến lên, tiến luôn cái điểm này. Bọn áo này chạy speed như này. Pháo binh của nó bên kia, cơ kỵ binh của mình thôi. Ra đây em ơi. Nó có khẩu pháo à? Đây.
Thì Hungary là mạnh phết đấy chứ điều đó. Chạy hết rồi, quân nó chạy hết rồi. Bắn lính phổ khi mà nó lên đầy cuối nó bắn tẩm đời lắm. Con áo này đánh ngu nào nhỉ, nó không khôn như quân Pháp. Ơ kìa, kỵ binh của nó chạy vào đây để tự sát à? Úi sủa, chạy đâu chết đấy nhỉ. Vào đây chống đạn bắn thẳng, một vị súng trường bắn tỉa ra đây đứng được, cho một đơn vị nữa ra đây, một cái binh mà nhau à, giải quyết khẩu pháo nó cho anh. Binh của Đức thì hơi khó ăn kỵ binh của Pháp nhưng mà ăn được. À kỵ binh của Áo khá mạnh đấy. Đợi nó vào gần đó. Ôi, bắn từ nhiều phía. Chạy luôn. Ok ok. Mấy thằng ngáo đá này. Tác chiến đô thị đó là sở trường của tớ rồi. Cậu đừng có liều. Úi dồi ôi, pháo mình bắn. Ôi. Cái này chứ. Bạn đừng cho Scharfschützen auf Position, Sir. Bitte da. Quân nó vẫn đang tiến lên à? Liều thế? Mất tinh thần à? Màu đỏ hết rồi. Chạy. Bắn được mình nhưng mình không bắn được nó. Rồi lùi lại xíu. Tiến vào cô. Thanh niên thông minh vẽ lúa. Tưởng hổ báo được thế nào. 56 thằng chạy hết rồi. Tan vỡ tinh thần này.
binh của mình chạy vào hàng rào à? Con chạy ra đây. Không để ý cái hàng rào này. Chết nó mấy con ngựa. Không phải mấy con mà rất nhiều luôn đây. Mới đầu. Our men are running, sir. Chạy mất luôn con ngựa của mình. Đây đã. Nhưng không mất được, nó chỉ bỏ chạy thôi. Ôi, có một con nó có khi mất đấy chứ nhỉ. Mà đây gần thành thì còn mua lại được. Khỉ thật. Không để ý cái tường bờ rào. Chúng nó chơi phòng thủ thì nó sẽ có rào, mình không để ý. Bên kia nó còn khẩu pháo nữa. Nó có kỵ binh bảo vệ nữa cơ. Bắn vào đây. Pháo nó cũng đang lãng pháo mình. Đây đứng sau quả đồi bắn được đâu. Bố trí quân quá hợp lý luôn. Chạy đi gió, chạy chạy. Chạy đồng loạt. Quá xa để có thể bắn được tới cái đinh này của nó. Nó còn lấp trong rừng nữa. Binh của mình bị thương nặng, hơi khó ăn. Xong rồi, bây giờ pháo của nó đây rồi. Đến ở đây. Chà, bắn mình đấy. We've taken the building, sir. Bắn mình đấy. Tiến vào. Xong rồi. Giải quyết khẩu pháo nó thôi. À, bắn tạt sườn của mình ở đây. Cũng khổ quá.
glorious victory, sir, is soon to be yours. Đập cửa kính này bắn này. Nó có 150 cho tiếp thằng này nó vào. Nếu trong nhà bắn ra hay hơn. Rất nhiều nhà. À, chán sống nhỉ em? Mày chán sống nhỉ? Mình đứng ở đây chống lại cả mấy đạo lên cơ. Xong hết rồi. Bình của nó à. Xong. Đánh nhanh cho nó gọn. Toàn heroic victory cả. Chính xác. Mất một đội ngựa vì đội ngu. Cướp kiếm tí sẻng. Đúng ra thì cũng không đáng phải mất đâu. Chạy vào hàng rào chết. Linke Seite, Marsch! Auf den Krieg vorbereiten! 2000 chán, 9 2009 là khá tiền đấy, cứ cướp đã. Linke Seite, Marsch! Sir! Siegreich und stolz! 4000 phát nữa giao cho thằng đệ tử. Cái vùng này giao cho thằng nào được nhỉ? Marsch! Giao cho thằng chiến sĩ, nó chưa có công trình này thì này. Cho thị sĩ đi. Hanover. Ở đây là công trình nhà dân sự. Hanover để nó còn lên công nghệ nữa. Không, thằng này chả có cái công nghệ gì. Nó lưng được nhà lính lên đời 3 nữa. Có công nghệ này nó mới lên được nhà lính đời 3 này. Rồi. Xong. Tướng này chuyển một kỵ binh sang đây. Dù sao mình đang thừa một đội kỵ binh ở nhà thì phải. Xong rồi. Như vậy là vùng lãnh thổ này là ổn rồi. Bên dưới này thì chỉ cần hai tướng này thôi. Là giải quyết lốt được cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ với thằng Nga Áo rồi. Trước mắt thì mình sắp không đánh cái gì cả. Công trình này à, phá đi xây nhà dân sự đó.
Gà pháo binh đây rồi, cấp cho nó sau. Thế là ổn thôi mà. Dưới đấy còn có nước Hy Lạp nữa thì phải. Vị sĩ. Lên nhà lính. Lên nhà lính giờ này chỉ có thêm được tướng chứ chả được cái gì nữa khác. Mười hai lượt nữa. Mình vừa nâng cấp cái gì nhỉ? Nhà lính à? Cái gì nữa nhỉ? Mua mấy cái thuyền buôn đó. Chuẩn bị để đánh nhau với thằng Anh đi. Thừa một kỵ binh rồi nhỉ. Thừa một đội kỵ binh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xếp lại phát.